chỗ bán gạo ủ muối ngon nhất trong lòng tôi với hũ nước sốt siêu chất lượng. Xin giới thiệu với mọi người, đây chính xác là gà ủ muối bát hai voi. Nhớ giùm em nha, bát hai voi là đi bán gà ủ muối. Như là mấy em gà trong tủ đang đợi tôi rước về hay sao mọi người. Bữa trước á, tình cờ tôi mua về cho mẹ ăn, sau đó thì mẹ tôi khen quá trời ngon luôn, cho nên quyết tâm là hôm nay quay lại đây. Gà ủ muối bát hai voi thì có tính tận 5 chi nhánh rải rác khắp Sài Gòn nha mọi người, quận 10, quận Bình Tân, quận Tân Phú, và đây là chi nhánh quận 7 mới khai trương. Bên đây thì có chỗ cho các bạn ngồi lại ăn nữa, mà ta nói nha, gà nó thơm cực kỳ luôn. Mà chặt gà xong thì mấy ảnh còn cắt lá chanh để lên nữa, cho nên cái mùi rất là quyến rũ. Gà bên đây thơm, và đặc biệt hơn là lớp da bên ngoài rất là giòn. Nói chung là gà ủ muối chỗ nào cũng vậy thôi, nhưng mà biết sao bên đây ngon không? Tại vì cái nước chấm đó mọi người, cái nước chấm là làm nên tên thương hiệu. Nhìn cái hộp rau dưa ở đây cho rất là chỉnh chu. Đúng là bác hai voi có tâm dễ sợ, cắn vô hả, cái miếng chân gà nó giòn, nó dai sừng sực, cái nước chấm nó hòa quyện lại, ta nó không có chỗ nào mà có nước chấm đặc biệt như ở đây. Nước chấm bên này thì có màu đỏ cam, nước chấm sền sệt, bên trong có rất là nhiều loại gia vị và công thức đặc biệt, cho nên khi ăn vào rất là cuốn luôn. Bình thường thì mình sẽ mua về, nhưng mà hôm nay ghé đây ngồi quay cho mấy bạn coi. Chỗ này là nằm ở số 202 Lâm Văn Bền, phường Tân Quy, quận 7 nha mọi người. Ở đây thì quán có không gian trong nhà cho các cặp đôi và gia đình, còn mình thì thích ngồi ở ngoài vỉa hè hơn, tại vì gió mát chiêu chiêu, mình ngồi mình ăn gà ủ muối là hết sảy con mà bảy luôn mọi người ơi.